Hello, chào mọi người, trở lại kênh Sớm Nghèo TV của mình nha. Thì hôm nay là ngày buồn các bạn. Mình mới đi công chuyện ở Châu Đốc về thì mình nghe tin là thành viên Dũng á các bạn bị cho thể dục thể thao trong trường các bạn bị té gãy xương tay rồi. Để mình chạy thăm thằng nhỏ. Thì mình tới bệnh viện các bạn. Giờ đang đi kiếm phòng để mà lên thăm Dũng rồi các bạn. Thì thang máy quá tải các bạn, bây giờ mình phải lên bộ nó tới tầng 5 rồi các bạn. Đem đồ vô nhóc nhỏ. Không biết chơi thế nào sao mà té gãy tay không biết. Tới lầu 5 rồi các bạn. Quá mệt, nói như này đâu ơi. Xuống xếp đồ nổi mày kìa. Thang máy nhạc rồi sao đi. Ở khoa chấn thương chỉnh hình các bạn ạ. Nè cầm cho Toàn. Này quay quá. Quá đó, mệt chưa quay đi bộ lên mệt quá trời mệt rồi. Sao nhóc nhỏ? Sao rồi? Có đó. Ủa vậy là tao bó bột luôn chứ tao không mổ hả? Hả? Ủa không biết. Gì hả? Tao làm gì chứ cái sáng tao đang ra từ làm đã được không? Còn bó bột hay là mổ? Cử động lên xuống đây. Mệt. Mệt đúng không chứ? Cũng lại mày thiệt chứ. Cũng giỡn, được. Cũng giỡn là được rồi. Tê không Dũng? Có phim không? Có phim chụp hình không? Có tấm phim chụp hình không? Đây có chụp hình như gương chưa? Đã chưa coi. Cái kiểu dở dở cái là ở ngoài á. Ừ. Dở là dở. Ừ. Chụp coi mình đi coi. Đâu? Ở ngoài có. Ta chụp hình chưa cho coi. Chưa cho coi hả? Hả? Sáng nó có đem theo một cái quà không nhớ. Rồi bắt đầu mà mấy. Con cũng không biết nữa, qua để đi kiếm. Hỏi coi. Dạ. Đi hỏi rồi.